Ok, bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chị cái cách sử dụng của cái phần mềm nhé. Cái đầu tiên thì cái menu làm việc chính ở ngoài này. Chị muốn di chuyển đến cái sheet nào thì hãy đưa chuột vào cái nút đó. Ví dụ muốn kiểm kê tài sản chẳng hạn thì bấm vào kiểm kê tài sản. Như vậy sau khi đi kiểm kê xong muốn quay về thì bấm vào menu. Đấy, bấm vào menu để trở về cái này. Đấy, vào số nhật ký xong vào menu danh mục nhân viên menu à. Ở đây thì em sẽ nói về cái phần nhật ký trước. Trong phần nhật ký này thì mình sẽ có cái phần mà điều chuyển ở trong này. Đấy. Ở trong điều chuyển này thì chỉ chú ý cho em là cái phần mã tài sản thì điền một lần thôi. Hoặc là chỉ có thể là ở đây đưa chuột vào đấy rồi chọn mã tài sản và enter nha. Tức là mình có thể đưa chuột ở đấy rồi mình bấm vào lấy mã tài sản chọn enter nha. Và mặc định thì nó hiểu rằng là tài sản muốn chuyển đi tức là nó đã phải ở đâu đó rồi, cho nên những cái mục này tức là những mục mà nó sẽ khóa lại vì mặc định nó mình không được đánh vào ở đây. Đấy, cái khu vực này là mình không được phép đánh vào. Rồi sang cái phần nơi nơi chuyển đi ấy, thì tất nhiên mình bên này giá trị như thế nào thì sang đấy, thì cho nên cái phần tài sản về giá trị và mọi thứ nó sẽ không thay đổi. Bây giờ mình sẽ nhập cái bộ phận mà mình chuyển đến. Đấy, đến phòng máy chủ chẳng hạn, mã nhân viên ai dùng chẳng hạn như vậy. Sau đó thì chị sẽ ghi là chuyển gì gì đó, nội dung tùy chị nhé. Sau khi hoàn thành được cái này chị bấm vào nút chuyển. Đấy, như vậy sau khi chuyển thì nó sẽ ghi lại cái lịch sử mà cái này đã chuyển đi và nó sẽ ghi vào cái dòng cuối cùng của nhật ký. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ nói cái thứ hai là cái vấn đề về cái mã vạch. Ở đây thì chị sẽ thấy là em đã tạo ra một cái sheet mã vạch ở đây để chị in. Ở đây thì nó vừa cái khổ A4 để chị đi in ra. Ở đây thì trước khi muốn tạo mã vạch thì chị phải tạo mới, có nghĩa là để cho nó xóa hết cái thông tin cũ đi. Rồi. Sau đó rồi mình sẽ quay về sổ nhật ký. Chị muốn tạo mã vạch của cái nào thì chị chỉ việc nhảy đúp chuột vào cái. Đấy, chị chỉ việc nhảy đúp chuột vào cái mã đó và cứ thế là chị. Rồi. Rồi ok. Bây giờ em sẽ quay về em sang phần tạo mã vạch để em sẽ kiểm tra. Đấy. Như vậy thì ở đây tự động nó sẽ tạo ra và đến lúc chị chỉ cần chị bấm vào nút in thôi. Đúng. Đấy. Chị bấm vào nút in và chị chọn máy in. Đấy, chọn desktop. Đấy, như vậy là nó đã in ra rồi. Là chỉ việc cắt ra chỉ đi dán thôi nhá. Cái phần tiếp theo nữa là em sẽ nói về phần kiểm kê tài sản ở đây. Phần kiểm kê ở đây thì chị sẽ thấy ở bên này mình sẽ có cái mục kiểm kê. Chị bấm chuột vào đây. Chị đang muốn kiểm kê theo cái chỉ tiêu nào thì chị bấm vào đây nhá. Đấy. Ví dụ muốn bộ phận đấy, chị enter. Đấy. Sau đó chị bấm vào nút kiểm kê. Đấy. Ở đây thì do mình chưa nhập cho nên dữ liệu chưa hiện ra đây. Đấy. Rồi.